Nhân, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn, đó là một cái cuốn gọi là ta cũng là gọi mang gan đúng ta hay quà tặng trong cái movie Havuvi Comics là One Piece 777. Đây One Piece 777 nha các bạn. Đây đây những ai là fan cứng của One Piece thì ngoài việc sở hữu bộ sưu tập đồ sộ manga Art Book hay Starter Book thì cuốn movie comics 777 này sẽ trở thành một phẩm mà trong tầm mắt của bạn không có gì mà có thể cưỡng lại cái sự mà ham muốn sở hữu được nó nha các bạn. Vậy chúng ta coi bên trong sẽ có những gì nha các bạn. Thì đây về thiết kế rất là độc, độc ha, độc nè, đẹp nè. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành review bên trong nó có gì nha các bạn. Đây đây là bì chuối nha các bạn. Đó là BR giống cuốn mang gan như các bạn. Đó, BR nè ha. Đó, đây là mặt trước nè. Rồi, đây là cái một đoạn nó nhỏ vừa của tác giả nè các bạn. Tác giả là Ichiro Oda. Nghe đâu cho tới thời điểm này tổng số lượng vàng mà con người đào được trên khắp thế giới lên tới 100.000 tấn rồi đấy. Tức là có thể xếp thành một khối vuông 20 mét. Đấy, 20 mét. Trong khi đó, chiều cao của tộc khổng lồ trong One Piece chỉ rơi vào khoảng từ 12 tới 13 mét thôi à. À, nhưng người khổng lồ Orochi xuất hiện trong phần truyện Tomler Bass thì to gấp 3 lần như vậy. So ra chúng ta có tấm hình như trên. Xem ra cũng không phải ít nhỉ. Bạn nào đang có vàng trong người thì nhớ giữ cho cẩn thận nha. Răng vàng chẳng hạn. Nào, tập 777 xin được phép bắt đầu. Đó. Đây, đây nhân vật nè. Nha bạn, đó khối vàng là mọi người khổng lồ này. Đó rồi đây đây là bì trước nha các bạn, đây là phần gái nè, 777. Rồi đây là bìa phần phía sau có một đoạn nhỏ nữa, có một đoạn nhỏ nữa nha. Store bằng mũ rơm đã đặt chân lên khu vực giải trí lớn nhất thế giới Grand Store, nhưng toàn bộ thành phố vàng hào nhoáng rực rỡ đó lại nằm dưới sự chi phối tuyệt đối của quái vật đến từ tăng thế giới Gonstosuro. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây? Rồi đây hàng tặng không bán nha, hàng tặng không bán, nhưng bây giờ cuốn này bán giá là tầm khoảng 150 tới 250 nha các bạn, cũng rẻ đâu, và mình là người bỏ tiền ra mua lại nè. Rồi đây đây là bìa phía trong nè các bạn, đây là bìa phía trong ha, đây là bìa phía trong, đây là phần gái nè, phần gái chị ở mà chị. Rồi đây phần phía sau rồi một số phác họa nè để tiếng Nhật luôn nha các bạn. Rồi mình qua nội dung bên trong nha. Đây thì giống như 1089 thì cuốn sách này tiết lộ những chi tiết quan trọng vui lòng đọc nó sau khi xem phim ha. Thì để có trải nghiệm tốt nhất thì nên xem phim không đọc ha, nhưng mà cuốn này ra lâu rồi mình mới tiến hành review các bạn thôi. Hôm nay sẽ có hai cháp các bạn, hai cháp đây luôn, một thành phố rất là rực rỡ luôn các bạn, rồi lên màu cái nó rất rỡ lắm luôn, đẹp quá. Đây, sóng gió ở tầng thế giới, một âm mưu to lớn. Rồi đây, để thiết kế ha, thiết kế về trang phục hình mẫu của một số nhân vật. Đó. Đây, thiết kế thôi. Phải chia lên trong màu hay nhỉ? Đây, đây là một số phác thảo của tác giả nè. Ồ, vẽ gì cũng biết gì luôn nhá. Vẽ gì? Ồ, ngoật ngoạc quá. Mà đây là những nét phác thảo mà để nên những chi tiết rất là đặc sắc trong chuyện của mình nha các bạn. Rồi đây đây cô gái nè, cô gái nào đây tốt các bạn đó, nhớ cô gái này không? Thử nha, thử đón nha. Rồi đây đây là những quân bài và sàn cọp mát Eiichiro Oda. Ngoài bản thiết kế và phác thảo ra vẫn còn một số vật phẩm cho tác giả Oda vậy đó. Wow, đây là những cái thẻ bài nè, đẹp đó. Quà tặng đặc biệt cho những suất đặt vé sớm, sàn chơi game đặc biệt do tác giả Oda thiết kế. Wow, có này nữa mình không có trong tay các bạn. Rồi đây đặc biệt hơn, chỉ giới hạn đây đặc biệt hơn chỉ giới hạn cho 2 triệu khán giả ra sạp sớm trên toàn nước Nhật. Bộ bài về nhân vật xuất hiện trong One Piece Gold. Wow, bộ bài luôn. Hai tấm bài sốt cơ cùng với logo trên hộp đều là những tấm hình mới toanh chưa có bất kỳ ở đâu. Wow, tuyệt vời các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, đây. Rồi, hôm nay mình tiến hành review One Piece 777 tới đây thôi nha. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe, chia sẻ giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.